Xin chào những viewer thân thiết của kênh Minh Phụng Music Review đàn với những buổi giao hàng. Không có gì là lạ đối với các bạn rồi. Các bạn chỉ cần theo dõi kênh khoảng hơn một tuần là sẽ quen mặt các thành viên của team thôi. Hôm nay là một video ngắn gọn nhưng đầy đủ về mẫu đàn piano điện KS1. Một mẫu piano điện quá quen thuộc đến từ nhà Kirkman, được đông đảo người chơi đàn lựa chọn. Và KS1 là một trong những mẫu đàn được quan tâm nhất của kênh. Nên trong video lần này, team sẽ kể lại cho các bạn đầy đủ buổi giao đàn về chung cư Idico Tân Phú. Let's go! Dòng xe đang hối hả để nhanh chóng kết thúc ngày làm việc vì đã đến giờ tan ca. Trời cũng sắp đổ cơn mưa, phải nhanh lên thôi. Tới chung cư Idico rồi, lên nhà khách nhé. Được anh khách giúp đỡ nhiệt tình, team đã đem đàn đến căn hộ của anh một cách dễ dàng. Như các bạn thấy, nhà anh với thiết kế vô cùng đơn giản, với không gian rộng cùng tông màu tươi sáng. Để lúc lắp đàn rồi, tiến hành thôi. Thùng cái một sẽ bao gồm thân đàn, chân đàn, pedal, sách hướng dẫn, nguồn và một bộ ốc lắp đàn. Kirkman KS1 Bluetooth có những điểm nhấn nào mà lại được sự ưa thích của nhiều khách hàng? Hãy cùng tìm hiểu nhé. Kiểu dáng gọn, vuông vức với vẻ đẹp hiện đại, cùng khối lượng vừa phải, tiện lợi di chuyển với hai người. Phím đàn với cảm ứng lực nhấn 5 cấp độ đều trên 88 phím, giai điệu vượt trội cùng 20 âm sắc với đa âm 128 polyphony được trang bị trên KS1 Bluetooth. Nhiều cổng kết nối âm thanh chất lượng cao đem đến sự đa dạng trong kết nối được với PC, smartphone, laptop bằng cổng USB, truyền nhận cả dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số, đa dạng các chức năng như đếm nhịp với metronome, chia bàn phím với slip mode, giọng tiếng với Trinova và tăng giảm tông với Chanspo, chức năng auto off tự động tắt khi không sử dụng đàn trong vòng 30 phút, tính năng MIDI Bluetooth kết nối không dây với các ứng dụng thông minh giúp không gian nhà gọn gàng, không vướng dây cáp cũng như giúp các bé tự do học đàn mà không phải sợ kết nối dây gây nguy hiểm cho bé. Đó chính là điểm nhấn trên cây piano điện này. Ba màu đen, trắng, nâu gỗ đem đến sự đa dạng màu sắc cho người chơi. Hãy đến với giai đoạn tiếp theo của hành trình khám phá KS1 nào. Đó chính là cùng bé bóc siêu đàn với cây KS1 Bluetooth. Chế độ bảo hành sẽ là bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, trả góp với lãi suất 0%, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Với KS1 Bluetooth, bạn sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời mà đôi khi rất khó tìm được trong những mẫu đàn cùng phân khúc. Được ở đây chia sẻ những kinh nghiệm về đàn piano với các bạn là điều hạnh phúc của team. Cảm ơn các bạn đã là một phần trong sự thành công của Minh Phụ Music ngày hôm nay. Hãy like, share, subscribe để đón chờ những clip hay hơn của tụi mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.